Tranh gỗ Minh Châu xin gửi tới quý vị và các bạn bộ tranh tứ quý kênh bong bằng gỗ hương Lào với kích thước là 38 x 1m27, với chiều dày là 4 phân rưỡi. Chúng tôi được kênh bong sắc lép. Với mã số là TQHL38, tức là tứ quý hương Lào 38 x 1m27 x 45 x 4,5 x 7 x 12 x 16.